Xin chào tất cả mọi người. Bình thường thì tôi chỉ có nói chuyện về âm nhạc thôi. Nhưng mà bây giờ dịch ở nhà mà trên mạng thì nó cứ drama mấy cái chuyện sao kê của các ngôi sao làm từ thiện. Cho nên thành ra là mình cũng phải đọc. Chứ đâu có chuyện gì đâu làm. Thì đọc thì mình cũng chia sẻ vài cái tình cảm của mình cho cái chuyện đó thôi, chứ mình cũng không có dám bàn luận sâu bởi vì mình đâu có chuyên môn gì đâu. Thì ngày hôm qua, tức là ngày 7 tháng 9 thì ở trên mạng, cái anh nghệ sĩ Trấn Thành ảnh có in ra một cái bản sao kê 1.000 trang, ảnh có trưng lên trên mạng để cho mọi người cùng coi trước cái lời thách thức của bà Hằng. Là nếu như mà Trấn Thành sao kê ra hết thì bà Hằng bà sẽ tặng cho Trấn Thành 50 tỷ. Thì bây giờ trên mạng người ta xôn xao có là sau khi sao kê rồi thì bà Hằng bà có đưa cho Trấn Thành 50 tỷ hay không? Thì cái chuyện đó là cái chuyện con nít thôi, cái đó mình không có bàn. Tại vì cái chuyện lời nói mà chứ là cái chuyện tiền tỷ, chứ là cái chuyện lời nói của một cái người mà ngày nào cũng nói như bà Hằng thì một đồng còn không có, chứ nói chia 50 tỷ. Cho nên thành ra mình không bàn sâu vô cái chuyện nhảm nhí đó. Mình chỉ có nói đến cái vấn đề là động thái sao kê của Trấn Thành thôi. Thì trước hết là đáng khen là nghệ sĩ Trấn Thành là có sao kê. Còn cái chuyện mà sao kê nó chưa vừa lòng với cái phe đối lập thì mình cũng biết làm sao cho vừa lòng. Chỉ có khi nào mà cơ quan chức năng hay là cái ngành kiểm toán của cái người mà có chức năng trong cái vụ này á, mà người ta chính thức vô cuộc thì người ta mới biết là thật giả. Nhưng mà cái động thái của Trấn Thành đã đưa ra cái bản sao kê đó giữa một cái dư luận mà cũng giữa rất là nhiều những cái người nghệ sĩ cũng không đưa ra nổi, thì Trấn Thành có cái động thái đó thì nó cũng đáng khen ngợi. Nói chung là giống như nhạc sĩ Phạm Duy nói là có còn hơn không. Hành động để minh chứng mình là một người ngay thẳng trong sạch là Trấn Thành đã có. Và hành động đó nó có ý nhị và làm cho người khác hài lòng hay không thì đó là câu chuyện hậu xét. Bởi vì tất cả những cái drama, những cái người bàn tán, ngay cả bản thân Tiến luôn thì cũng chỉ là những cái người theo dõi và tự phân tích theo cách của mình thôi. Có thể cho mình rảnh dịch cho nên thành ra nhiều người người ta theo dõi. Thì mình chỉ chia sẻ về cái chuyện là người ta đã có cái động thái như vậy cũng đáng hoan nghênh. Thì ngay cả khi quăng ra cái động thái đó của Trấn Thành thì bà Hằng bà cũng chỉ có thể nói được là mọi thứ đã quá muộn và hãy chờ pháp luật vô cuộc. Thì chính cái người mà thách thức Trấn Thành thì cũng chỉ có thể nói được nhiêu đó thôi chứ không thể nói được khác. Thì chúng ta mới thấy được là cái câu chuyện của cái việc mà thách thức đưa ra sao kê để có 50 tỷ nó chỉ là một cái chuyện con nít. Mà thế giới bây giờ là cái chuyện con nít nó nhiều lắm. Chỉ có những cái người mà người ta thực sự người ta chán ngán mấy cái chuyện này thì người ta mới 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 mới, mới lắc đầu và người ta quay đi và người ta im lặng. Cho nên bởi vì nó là cái chuyện con nít cho nên thành ra là nhiều người người ta có thể nói được và mỗi người một ý kiến, chỉ trừ khi pháp luật vô cuộc thì lúc đó cái nào nó mới ra cái đó. Còn bây giờ nó tất cả nó chỉ là một cái hội chợ, mang tên sao kê thôi. Dưới một cái nền luật pháp mà vào cuộc thì mọi câu chuyện đó chúng ta sẽ chỉ còn lắng nghe chứ không có còn bàn luận thêm. Bởi vì ngay cả khi lúc đó chúng ta bàn luận thì chúng ta cũng phải dựa trên cái nền tảng pháp luật rồi. Thôi thì tất cả mọi chuyện, tất cả những cái sao chiếu mà nó xấu nhất nó đang chiếu vô cái showbiz của Việt Nam thì chúng ta cứ ngồi ngó và xem coi nó như thế nào. Nó cũng giống như một cái game show.
Con người thì chịu sao kê, có người thì không chịu sao kê, có người thì có lý do là chưa sao kê được, nó vân vân. Nhưng mà trong tất cả những cái hành động và tất cả những cái lý do đó thì đám đông bây giờ người ta chỉ coi động thái sao kê của các ngôi sao là có thật. Đó là một cái động thái, một cái nhu cầu dường như là có thật. Và rõ ràng cái điều đó nó cũng đang dấy lên trong cái sự tò mò của đám đông cộng đồng mạng. Cái điều đó nó cũng làm khó cho tất cả các ngôi sao mà đang bị hối thúc sao kê. Bởi vì khi nó đã đụng vào cái nhu cầu có thật của cái đám đông thì cái chuyện đó buộc lòng mỗi người phải có một cái động thái dành cho cái chuyện đó. Chứ đâu ai thay cho mình làm cái việc mà minh chứng là mình thanh sạch bằng chính mình, chỉ có mình thôi. Thì cuộc đời này ai cũng có những cái lỗi lầm và không phải là ai có lúc nào cũng thanh sạch. Chúng ta không có phủ quyết là ai là có tội hay không có tội, nhưng mà chỉ có ghi nhận ở một điều là cái nhu cầu người khác đòi hỏi ở việc sao kê của các ngôi sao hiện tại là có. Và hy vọng là tất cả những cái drama này nó sẽ trôi đi trong cái tình người, như là cái sự khởi đầu của cái chuyện đi từ thiện là lòng bác ái. Chứ còn để nó bị xước cái lòng tin thì mệt lắm, nó cũng rất khó lấy lại. Chỉ có chia sẻ chút xíu vậy thôi, để trước khi giới thiệu với mọi người một cái bài hát. Cảm ơn mọi người. Anh đã cố trông cậy vào thời gian để những vết thương mà anh đã khâu vá sẽ lành sớm. Trong đời rộng lớn, và anh biết sẽ không ai xớt chia cho ai được. Tận sâu trong trái tim mình là những ngày tháng sẽ tới, những ngày tháng sẽ xoay sở với vết thương, xoay sở trên con đường mà không chỉ có đôi mình. Khi đó duyên ta nhạt màu, em bước đi trong lẻ loi, cùng ngàn lời nói nhưng thôi, cũng đành câm nín để ai còn vơi. Anh nghĩ điều này sẽ tốt hơn cho chúng ta. Hai tiếng chia tay trong đời thật dễ nói trên đầu môi, nhưng lẽ rất khó cho ai vẫn còn thương nhớ, trái tim vẫn còn đợi chờ. Cuối cùng chỉ tội nghiệp cho trái tim mình thôi. Quên thật nhanh ngày hôm nay. Sẽ không còn cái buổi hoàng hôn ở đó. Bao giờ anh có thể viết nổi cho chính mình những ngày tháng thật buồn đã qua và cả lúc này. Khi đó duyên ta nhạt màu, em bước đi trong lẻ loi, cùng ngàn lời nói nhưng thôi, cũng đành câm nín để ai còn vui. Dẫu sao thì đời em vui, điều đó vẫn tốt hơn. Hai tiếng chia tay trong đời thật dễ nói trên cuối cùng chỉ tội nghiệp cho trái tim mình thôi. Tình xa mãi, xa vời một đời.
bài tình ca. Trên em hát lên nhạc con xa sao sao em vội vàng. Người xa lắm xa mong trời mây. Khu vườn hoa cánh khô thắm giữa đây. Nó đã trở thành kỷ niệm. Chiều hoa ôm đàn dương.